Đây bữa nay đi câu thầy Kiệt nha các bạn. Hello. Thành Kiệt TV. À, à. Nhìn nước đi, nhìn nước đi. Nước này là nước lóc rồi nha. Nước này là bể đầu chắc luôn á. Đó. Giờ ta chọi trước nha, xong tới mày chọi. Kỹ kỹ nha má. Gãy đệm nha. Thôi em sau lưng nè. Đó. Càng câu mà nó đem càng câu lớn nè. Có hai gan mà câu cái gì cá đây người ta cá con 2-3 kg thôi mà đem cái. Chưa chưa cho nó siết lại rồi. Siết gì vậy? Một phao bên đó cũng có cá. Thả qua tại chỗ qua đây được không? Chọi chó nó né chích nó chích nè. Chích lên đây nè, chọi lên đây nè. Rồi à, về tới thận chọi càng. Ê, coi chừng anh nha. Quá điêu luyện luôn. Rồi để đi, chích dính dúng chinh cá đẻ cho coi nè. Đây nó sâu dừng chích cỡ gì cỡ 3-4 mét à. Ừ. Chọi xuống cái là tới liền à. Trời nước rộng kìa, nó có ngang rúng à. Mà mày chọi xuống là nó ăn ngon vậy á. Cá bình thiên luôn. Cái này. Cá hổm gài là anh câu mà anh với anh Tân câu bữa đó là cứ 5-6 ký á. 5-6 luôn. Ông thầy giáo chứ ông nổ lắm nha các bạn. Toàn đi câu rồi toàn nghe cá kể là nhiều lắm nha. Cá kể không à. Kể dính này dính kia tùm lum hết trên. Bữa nay mình đi mình đem theo hai cây câu nhỏ xíu à. Bạn thấy chưa? Là sảy sảy cá tôi quánh mình thận cho coi nè. À. Câu gì đâu có bằng ngón tay à. Đây cây này nữa nè. Này là sông sông gì thầy? Thắng chim hả? Sông này xẻo su. Sông xẻo su. Gần lớn chim vậy các bạn. Lát nó ăn cái là nó giật giật kiền câu qua đi luôn. Mùi chắc không gớt nổi sông đâu. Hồi nãy nó mới mổ cây này có thuận cái nữa các bạn. Mà giật hụt. Giật hụt. Rồi giật này. Giờ quăng xuống cái dướng rồi. Giờ mình mới ra thêm hai cây lớn nữa, tổng là đang có 4 cây. Nó dướng không có lôi lên được. Ý, gì vậy? Gì cái này nhõng đít vậy? Không ăn hả? Trống thử ơi. Còn không? Ê dính dính nghe bạn ơi. Từ từ em sau lưng nè. Đó. Còn gì? Cái ngát nha. À, thầy nói đây chỉ có ngát thôi. Nhỏ. Đúng, thầy hay quê quê quê. Sân nhà. Nhỏ. Chiều nay có đồ ăn cơm nha các bạn. Để dưới đi. Để cho coi cái phải không? Dính ngoài dính vô. Dính ngoài dính vô nó mới ghê chứ. Dính ngoài nó dính vô. Đó. Dính ngoài nó dính vô. Rồi. Xịn chưa? Thấy điểm câu của mình chưa? Ngay sau đáy. Nãy thuận chọi ăn cây mà nó không ăn. Thầy Kiệt chọi ăn cây cái nó ăn. Điểm nãy anh cầm mà. Mới cầm anh lên lắc anh lên nó khô nhớt khô gì đó. Thì là trước rồi không? Còn con nữa mắm không? Gì? Rồi cô đói dính nữa. Chơi gì ổng kêu mình bằng mớm không à, sao mà câu dính cá được. Các bạn coi cái cây cạn ngoài nó đang ăn nha, dính này nha. Nhưng mà thầy Kiệt bắt nghe điện thoại. Chốt đơn bán ngang. Câu nha các bạn. 10C. Cây cạn ngoài á. 10C. Đường số 4. Đường số 4. Dạ yeah. Hiệp Phước nha, Hiệp Phước. Thuận đang nấu cơm đây, nấu cơm trên ghe luôn. Nhà bè, dạ Hiệp Phước nhà bè rồi. Trưa rồi, 11 giờ 2 cây anh. Sẽ nấu cơm trước ha. Sợ lát đói bụng.
đưa đưa cần nó cho em. Dạ, dạ. Đưa cần nó cho em. Cái ngoài. Dạ dạ rồi rồi. Nè, cầm giùm cầm giùm. Quay lại chứ. Ừ. Bự không? Chín rồi nên biết bự hay không thôi. Mình ăn ăn dính nãy giờ luôn nha các bạn. Kéo quạt ngọn luôn anh em ơi. Cái chắc bằng ngón tay cái quá. Dính hoài dính vô. Câu gì ngộ vậy thầy? Coi quê tôi thận câu cá nè. Dễ lên đây. Trời ơi dính. Ê, dính cá kìa. Chú đó đang gian câu đường dính cá ngát bự lắm nha các bạn. Thấy giật chết luôn nha. Dính rồi các bạn ơi. Thì chắc cá nhỏ à. Nó giật chút xìu. Trời ơi. Trời ơi. Cái gì lù đù hả? Lù đù. Cá sấu. Cá sấu vàng. Vậy thì thường dính cá sấu vàng. Con này nát chiên. Có đem mỡ đem theo chiên. Có mỡ luôn. Có luôn hả? Có dầu ăn luôn. Vậy? Đi câu đi câu hai thằng là phải đem dầu ăn theo. Lốt. À, cơm nha các bạn. Đúng rồi. Sao chưa? Trôi sơ sơ dạ. Yeah. Bữa nay quê tê thận nấu cơm chứ không là ăn cơm sống. Cây nhỏ này nó mới mổ vậy các bạn. Thì coi. Đó đó đó. Đó. Rồi. Đóng mạnh quá kìa. Trời ơi, chị cứ ngắt bự á. Lòng hai khúc luôn. Trời, quê từ thượng hay quá. Hôm nay giàu lúc rồi đó. Cái gì đây? Trời dính ơi. Cái gì? Cái gì? Cái sủ. Cái sủ đó. Dính cái sủ đóng rễ cần luôn. Rồi xong kia. Chị nhiêu hả? Chị 150g hả? Chị 150g. Cái sủ 50g. 200g. Rễ cây cần 90.000 nha các bạn. Bởi vậy nãy giờ tao cho tao cây này tao đâu dám đóng mạnh. Đóng mạnh là tao mạnh thường tao đâu. Nữa hả? Bỏ nữa hả? Không nữa. Rễ tiêu cây cần 90.000 các bạn ơi. Tại vì nó nằm phương ngang này mà mình đóng lên mạnh quá. Đó. Này đang thay mồi nha. Không có dính đâu. Cục trên nó bự quá. Đó đang thay mồi mà. Ôi một con nhóc. Ở đây luôn. Cái nó đồ ăn mà thầy dụ nó cá ngát ăn. À, mình nấu cơm trên ghe luôn nha. Cơm chín rồi nè. Dạ nóng quá. Dạ nóng quá. Các bạn nào thấy clip thì nhớ cho một like và một lượt đăng ký nha các bạn. Nạp cá nha các bạn ơi. À, bây giờ đang ở trên ghe nên là mình sẽ làm cá chiên ha. Ban đầu là dự định là cái ngát nướng. Nhưng mà nước chuẩn bị quay rồi, chuẩn bị chở nước rồi. Nên là thôi làm cái ngát chiên. Ăn trên ghe luôn nha các bạn. Đây, đi câu bây giờ mình ngán cơm hộp quá rồi. Ăn cơm hộp nó không ngon. Mới câu lên nè, từ gói luôn nè, thịt nè.
Nước nó mới chở này nha mọi người. Đó. Chị bắt đầu cũng mạnh mạnh rồi đó nha, chuẩn bị là cái gác ăn nữa nha. Thì giờ Thuận mới làm một con thôi, ăn con nhiều ăn hết. Mình chiên ăn cơm. Nãy cá ăn cái thịt chụp câu hình dịch cái đổ cái ngồi gạo nên có đem gạo nhiều. Cái này hút gạo là có thiệt nha các bạn. Đó. Mình sẽ chiên cá này ha. Cá chiên chín rồi nha mọi người. Ăn cái này luôn. Bỏ vô chiên luôn. Rồi, mời mấy bạn nhập tiệc nha. Vừa ăn vừa đợi cá bên cần luôn nha. Mà đấu chuyển sức mát đó nha. Dính nào. Cá nhỏ. Cá nhỏ hả? Mày thích giục luôn hay gì vậy? Giục luôn rồi. Hay quá. Rồi thăm mồi giờ cũng chiều nha mọi người, mình phải chạy về thôi nha, về nhà giữ con. Bữa nay được ba ngát hay bốn ngát? Ba con ngát. Ba ngát nhỏ nhỏ không à, nửa cùng tay không à. Bữa nay thất thu rồi nha, nay xào đáy người ta mới gắn à, cả 2-3 ngày sau câu nó mới nhiều. Tính làm một clip bắt dùng lá nữa mà nay nước nó chưa gồng sát đi cũng được các bạn ơi. Hẹn các bạn clip sau nha.